gian nan con tìm thấy tình bình yên trong lời thầy ánh sáng tỏa rằng A Di Đà Phật sứ minh từ hiền hòa A Di Đà Phật trong tim con luôn khắc ghi sứ minh tuổi ánh sáng đời con mãi mãi trong từng câu kinh trước ấy, con cũng ở chùa nhưng mà khi con bỏ chùa rồi họ không muốn nói đừng muốn khi ra đi hành khất ấy, rồi đừng muốn nói chùa họ nữa tại vì mình bỏ chùa rồi mình đi ra rồi tốt đẹp thì mình được mà xấu xa thì mình cũng mang lấy chứ không ảnh hưởng tới họ con cũng chả muốn nói họ làm gì nữa mình, như kiểu mà mình bỏ nhà mình rồi đấy giờ chả cần phải nói là nhà cha mẹ mình chỗ này chỗ kia hay là có người quen này người quen kia nữa mình bỏ họ rồi mình chả cần họ nữa à thì tại vì cái đời sống này nó vô thường lỡ ngày mai tai nạn chết hay rắn cắn chết cái gì rồi mình đâu có biết được mình hay là bệnh tật chết mình đâu có dám nói là mình đi tới đó lỡ mình đi lên kia cái chết kê mình đâu được nhưng mà sống thì tiếp tục còn thở thì vẫn còn không từ bỏ nhưng mà chết rồi thì thôi không đi nữa mình vẫn vui vẻ cái tuổi thọ của mình đang sống nay chết mai mình đâu có dám chắc là mình sống được để tới đi tới Sài Gòn chẳng hạn hay là mình sống để mình đi tới Hà Nội nhưng mà vẫn còn được ngày nào thì vẫn đi ai muốn ăn chay thì ăn chay ai muốn ăn mặn thì ăn mặn chứ cái đấy mình không có dám nói cái việc của họ đúng sai tại vì mình ăn cái gì được thì tốt đẹp cho mình nhưng mà không dùng thì chả ai gọi được mình nữa mình đi đâu mình đi cứ đi thẳng về phía trước ăn với lại nói chung hèn hạ kinh Đức Thế Tôn cũng nói thế mà ngài nói là đây là nghề hèn hạ nhất thấp kém nhất đáng được nguyền rủa nhất ông với cái bát trên tay chạy chỗ này chạy chỗ kia để đi xin ăn mình không phải là không kiếm được mà ăn mình cũng không phải là không có trí tuệ để làm mà ăn nhưng mà mình về theo cái lời Phật dạy cái mục đích lý tưởng Phật dạy để có cái trí huệ để giải thoát thôi chứ cũng vẫn biết là nó là nghề hèn hạ nhưng mà mình vẫn chấp nhận học tập mình không có sợ xấu hổ hay là cái gì cả mình vẫn can đảm mình ôm bát mình đi khất thực được thả họ đánh đập họ chửi mắng mình vẫn đi mình vẫn kiên trì thì mình chắc mình chạy thoát được chạy thoát khổ là tốt rồi mình niệm Phật thì mình sống đời sống bát chính đạo Phật dạy là niệm Phật rồi mình sống những cái không có sát sanh không có trộm cắp mình sống không có lừa đảo mình nói chung sống đầy đủ giới luật như Đức Phật là mình hành động nhớ theo Ngài mình làm theo Ngài như thế nói chung Ngài như thế nào thì mình tập sống cái đời sống của các Ngài với cùng các bậc thánh thời Đức Phật như thế là mình niệm các Ngài thôi nhưng mà khi nào mà mình muốn niệm hồng danh Ngài thì mình Nam Mô Bổn Sư Sắc Kia Mô Ni Phật thì mình kêu tên Ngài thì mình khi nào mình niệm như thế nhưng mà mình cơ bản là mình sống đời sống cho đúng giới luật thực hành cho đầy đủ cố gắng thì nghe kinh Nikaya với kinh A Hàm con thì chưa thuộc hết nhưng mà những cái cốt lõi với lại những cái cần hành trì với lại con vẫn còn nghe bộ kinh đó khi nào rảnh rồi thì con lại nghe cái chú đấy học làm gì đâu con không có học chú đầy bí con đọc qua rồi thôi nhưng mà cái đấy tại vì không có không phải là pháp hành cho con hỏi đấy anh có thể nói chú đầy bí chắc anh cũng hiểu về chú đầy bí rồi cũng có đọc chú đầy bí chẳng hạn như họ đọc cái thần chú đó lên để với mục đích làm gì cơ tại vì nếu mà trừ tà hay là trừ ma trừ quỷ gì đó hay là cái thần chú đấy để cái gì đó để cho mình yên ổn đúng không để cho mình được an ổn chẳng hạn như giờ con thấy một con quỷ ở đó tới đọc thần chú để hại nó để mình được an ổn thì mình độc ác đâu có cần thần chú đấy đâu mình từ bi mình hại họ mình thấy cái họ đánh đập họ đuổi họ đi để mình được chỗ ở họ vẫn mong cho họ là không mang cái nhân quả đó mong cho họ gặp cái điều tốt lành hạnh phúc vui vẻ đi chứ cũng cầu mong cho mọi người được hạnh phúc thế thôi chứ cho dù họ có hại mạng mình cũng thế còn quê hương gốc thì Hà Tĩnh hộ khẩu thường trú thì ở Gia Lai hay tu hành thì con hay ở Nha Trang thỉnh thoảng có người
người ta hỏi thì con nói là họ hỏi con cái gì thì con nói cái đấy, nhưng mà họ muốn quay thì quay, muốn chụp ảnh thì chả phải lo sợ gì, cũng chả với lại cái nổi tiếng này con cũng chả mong cái nổi tiếng này. Con pháp danh là Minh Tuệ, con đi tu hành thì con không phải là vì cái danh cái lợi gì cả, con cầu mong được cho mọi người hạnh phúc, với lại con cũng được hạnh phúc và giải thoát thôi. Ừ, chứ con cũng không mong được cái gì, chỉ cần đi khất thực buổi sớm họ cho cái bánh mì hay là cái gói mì gói, cái xôi gì hay hộp cơm chay gì đó, ăn cái này tu hành như thế là được rồi, chai nước suối uống, mà nếu mà họ không cho thì cũng vui vẻ thôi, cũng nhịn đói. Nhưng mà học theo Phật thì không phải dễ, phải tập ngày đêm suốt đời, phải học liên tục, chứ học Phật không phải khi mình bình thường như thế này không có chuyện gì xảy ra thì không có sao, khi nghiệp nó đổ tới rồi bỏ chạy thì đỡ không được, sự nghiệp nó tới, bệnh tật đến rồi hay là nhân quả nó tới rồi mình nói thì hay, nhưng mà đến khi làm chạy đi bỏ chạy. Thưa anh là con đâu có nhận tiền, con không có nhận tiền, con chỉ nhận thức ăn chay vào buổi sớm đi khất thực thôi. Chứ ngày hôm nay ăn rồi là cũng không nhận nữa. Con đi thì nói rồi, chỉ cần một bữa ăn chay để lấy nuôi thân tu hành. Con là một công dân nam học tập theo cái lời Phật dạy thôi, chứ con cũng không mong để được thành sư hay được thành thầy gì cả. Có khi thì họ cho bánh mì hay là họ cho xôi, nhưng mà con thấy họ cho bữa nào cũng no đủ cả, cũng có nước thoải mái, nhưng mà mình họ đã cho rồi thì đâu cần tiền nữa. Trong trái tim con, A Di Đà Phật.